Rồi xin chào, hôm nay mình sẽ giới thiệu cái bộ pin gate Aisen ha, model là em gạch gạch 1 cộng ha, đây em gạch 1 cộng. Khoảng đo của nó là từ 1.550 mm đến 6.275 mm ha. Này thì được sản xuất tại Nhật Bản ha, Made in Japan. Thì đi kèm theo cái bộ này thì có cái Certificate of Calibration, tức là cái giấy chứng nhận tiêu chuẩn ha, và những cái giấy tờ kèm theo ha, của bên hãng ha. Thì chúng ta thấy ở đây pin quay xa sát sát luôn ha, sát sát mấy cái pin. Thì chúng ta thấy ở đây nó có cái nguyên cái bộ này thì nó gồm có 190 cây ha. Cái bước của nó là 0.0025 mm ha. Đó, như chúng ta thấy cái nhỏ nhất của nó là đây, nhỏ nhất của nó là 1.600 ha, và tới cái pin cuối cùng là 6.275 mm ha. Cái này thì nó có cái chiều dài của nó là nó từ là 50 mm ha, nó dài đều nhau ha, như chúng ta thấy đây ha. Ha, nó dài 50 mm đó. Cái dung size của nó là từ cộng 2 đến cộng 5 micron ha. Cái này thì nó có cái độ tròn và độ trụ của nó nữa. Độ tròn của nó là 1.3 micron và cái độ trụ của nó là cũng là 1.3 micron luôn ha. Đó, chúng ta thấy bộ pin đây là nó có đầy đủ những cái size ha, để chúng ta thực hiện cái việc đo lỗ, kiểm tra lỗ hoặc là hiệu chuẩn những cái thiết bị khác ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin